Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn.
tô màu xong nhé các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Cho người gửi thơ phú sao coi. Khiến em dừng lại khiến em dừng